Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới các bác một con đài bom bốc của Victor. Model này khá là quen thuộc, đây chính là Victor Z1. Với một cái gam màu thực sự là cũng hiếm khi nhìn thấy tại Việt Nam. Đây là phiên bản Z1 màu xám titan. Các bác hẳn là thấy em đã từng lên những cái model Z1 màu trắng và màu nhũ. Ở cái phiên bản màu trắng có cái nóc màu xanh thì em đã từng bán vài con, nhưng cái màu xám titan này thực sự là ít. Hôm nay em bán con này với cái giá vô cùng mềm mại, 850.000, kèm theo một cái remote. Trên cái remote này so với remote zin nó cũng loát đinh được vào khoảng trên 90%, không có thua kém gì đâu. Sở dĩ con này em bán với cái giá mềm mại là bởi vì ổ DMD nó không hoạt động nữa, cho vào nó ói ra, đó là một. Cái thứ hai là phần cơ cassette thì em đã dọn vệ sinh sạch sẽ rồi, nhưng vì không có dây cua roa mới để thay, mà cái dây cũ thì nó trùng nhão quá, ba tỷ lệ rồi. Do vậy là em bán với một cái mức giá thực sự là rất mềm mại để cho bác nào đó mua con này về. Nếu mà muốn cassette nó chạy, chỉ việc thay dây cua roa là vô tư thôi. Đĩa CD em test là thấy vẫn chạy tốt. Nói tóm lại, em bán con đài này với tư cách của một cái thiết bị nghe thay loa vi tính, và bán với tư cách của một cái radio FM 108. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với đoạn test đường lay in aux. Về chất âm của Z1 thì các bác thừa biết rồi, vì em đã bán quá nhiều. Đây là một trong những cái con đài bom bốc có cái chất lượng âm thanh nó vượt xa so với tầm tiền. Cấu hình thì xin phép em không muốn nhắc lại nhiều nữa. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đến với cái đoạn test thứ hai, đó là đĩa CD. Qua vấn đề kiểm tra thực tế
thì em thấy cái mắt đĩa CD này nó còn ngon đấy, cho dù em không bao chạy. Bây giờ chúng ta sẽ test thử một đoạn. Cái đĩa này nó có bản quyền, như vậy em test nó lướt thôi nhé. Bài 5. Bây giờ anh em chúng ta sẽ test đến khoản radio FM 108. Ở trong cái khung giờ này ở chỗ em, địa phương em ấy thì bắt radio nó cực kỳ réo. Nhưng em vẫn cứ bắt để bác nào đó mua con đài này có cái cảm giác yên tâm. Radio là khoản mà em bắt buộc phải bao chạy tốt. Chúng ta chuyển về radio và đường lay inox X bằng cái nút này. Do sóng bằng hai nút PCH lên xuống này. Bởi bà mới nhắc đến một số cái khu Ramsar mà rất nổi tiếng của chúng ta đấy ạ. Đúng rồi, đất thực nước thì có vai trò đúng là rất là vô cùng quan trọng đối với cái đời sống của con người, đối với chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì chúng duy trì cái sự sống, đảm bảo cái sự thịnh vượng, hạnh phúc và sự tồn tại của con người trên trái đất, cũng như là sự sống của mọi loài sinh vật trên trái đất chúng ta. Đất thực nước đã cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng cho con người, cho chúng ta như là các nguồn nước. Riêng về khoản radio FM 108, em bao bắt tốt và bắt nét. Giờ thì em xin nói thêm một chút về cái học bằng tape cassette này. Do cái dây cua loa của nó quá trùng rồi mà em thì không có thay mới, nhưng em vẫn rất cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cái dàn cơ này. Và bác khách nào ấy mua con đài này chỉ việc khui nó ra, thay cái dây cua loa mới là ok ha. Nếu như bây giờ mà em mà đút băng vào đây mà dập xuống như thế này để test ấy, là rất có thể là một lát nữa là dây cua loa nó ba tì lê để em không thể lấy được cái băng ra. Và để chơi theo kiểu chắc cú thì em sẽ đút băng kiểu này để mà test sơ sơ với bác khách nào đó mua con đài cảm giác nó yên tâm đó. Khi em đặt băng kiểu này thì em một lát nữa nó kẹt, em còn có cách để mà kéo nó ra. Thì nếu mà nút băng kiểu kiểu thông thường ấy là một lát nữa nuốt mất cái băng, em đành ngậm ngùi tặng khách cái băng. Giờ em sẽ ấn play bên phần cassette. Tất nhiên là chúng ta có thể ấn play ở trên remote được. Và đêm hôm qua em đã sử dụng chính cái băng này, dùng chính cái đài này ghi thử một đoạn demo vào đĩa à vào băng từ đường lay inox X. Anh đã yêu lần sau, chắc tại chiều hôm nay không còn nắng. Để hết đôi ma thắm dài nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa tím đó. Sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh, hay tại ngày hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt mưa. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Đây là cái đoạn băng do chính cái đài này nó ghi đấy ạ. Để anh buồn như anh chàng làm thơ. Vớt này. Ui giời. Nghe muốn chết luôn. Chắc là cái băng này thằng chủ cũ người Nhật nó ghi cái đoạn thầy cúng. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua tất cả những cái phân đoạn test trên con Z1
phiên bản màu hiếm, màu xám titan. Về hình thức thì con này nó cũng có chảy chớt, nhưng như em đánh giá thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Núm volume có chảy, lưới chỗ này nó hơi chợt sơn một chút này. Đó. Trên phần nóc thì nó chảy kinh điển rồi, đồ hàng bãi mà. Được cái là ruột gan nguyên zin, ruột gan đẹp. Và một cái điểm rất hay của những cái bọn như là T1, Z1, L1 đó là nó xài điện 220V và chúng ta không phải lo cái chuyện cắm lộn điện. Đây là một cái điểm mà rất nhiều ông chơi hàng bãi lấn cấn, lo lắng là mình có thể là trong một lúc vui tính nào đấy, cái đài không để yên một chỗ, mình lại thích xích xách đi đây đi đó, chỗ nọ chỗ kia, để còn thích nghe ở khoảng nọ khoảng kia, hoặc thậm chí đơn giản là để khoe khoang chẳng hạn, và tự tay mình lại cắm lộn điện 220 thì nó rất chi là uổng. T1, Z1, L1 yên tâm, tất cả những con này đều sử dụng điện 220V, không lo chuyện cắm lộn. Bác nào mua con đài này tự trang bị dây nguồn số 8, do shop em độ này hẻo không có dây nguồn kèm theo. Đây là đường lay Naux, em đã test rồi, xin phép rút ra. Đài liên lạc không bể vỡ, chỉ có chảy xước thôi. Tôi phần sau thôi khỏi, em không muốn trình bày nhiều bởi vì em đã nói về những cái dòng này nó quá nhiều rồi. Trong thời gian vừa qua các bác hẳn là biết, em bán cái dòng bom bốc của Victor tương đối nhiều. Em nghĩ là không dưới 20 chiếc. Trong đó cái dòng Z1 này em phải bán ít nhất là tầm khoảng 4 chiếc rồi. Và đây là một chiếc kế tiếp, giá cực kỳ hợp lý. Tại sao nói hợp lý? Bởi vì là bây giờ Zinger R1 này nó đã xứng đáng 200 ngàn rồi. Bác nào mua cái con đài này thì em cũng phải thùng xốp băng keo đóng gói, mất 50 ngàn nữa. Mà khi em bán cái giá là 850 ngàn và các bác trừ đi 250 ngàn thì giá trị thật của cái đài nó chỉ còn là 600 ngàn thôi. Em phân tích rất kỹ lưỡng như vậy để những cái bác mà có cái bản tính hay lên YouTube xong là đi soi giá, để so sánh giá giữa các shop với nhau mà nắm được nhé. Còn có một cái điểm hết sức quan trọng đối với những cái dòng đài bom bốc này, đó là cái R1. Bất kể thằng nào bán những cái dòng này, dù nói hay đến mấy, mà khi bán ra không có nổi cái R1 cho khách thì phải tự biết bản thân mình là kém cỏi. Em xưa nay bán hàng lúc nào cũng kỹ lưỡng, đồ của em có thể có khiếm khuyết, có thể có những cái tính năng nó không chạy, có thể có chảy xước, nhưng em luôn cố gắng có được một cái R1 để kèm theo, bởi vì là em luôn đặt cái địa vị của em vào địa vị của khách hàng. Bản thân những cái đài này là những cái dòng đài kỹ thuật số nha, thì nên có R1 thì nó tiện lợi trong quá trình sử dụng. Vâng, phần trình bày của em đã xong, và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.